Được không nhá? Rồi, ok. Hoàng chú ở đâu? Từ Sài Gòn mà bà ra đây luôn đấy nha. Rồi, cảm ơn Sẽ chú giới ạ. thiệu cho cái Hà Nội bay mình là buôn bay bán đất uy tín nhất, Đạt gọi rồi. là nó em Đạt. Việt Nam. Vâng, chào cảm ơn. Đây là chú Ngọc qua từ trong Sài Gòn qua Hà Nội bay để ủng hộ em Từ Sài Twitter Gòn bay vào, R10. bay ra luôn. Đi thử xe để thấy nào chú. Quá đẹp, quá ngon chất. Được, ok chú. Đây là con Twitter R10 chú Ngọc, chú qua chú xem mà vào Hà Nội bay chơi thấy xe đẹp quá. Chốt luôn. Chất luôn. Giá cả Ê, không anh. thành vấn đề nhưng mà giá chuẩn rồi. Hà Dạ Nội vâng. bay là chú lên mạng chú thấy hết rồi, giá rất chuẩn. Ok, Đâu cảm rồi ơn đấy. chú. Vâng, thì cháu đang đội cho chú cái bắt giá đồng hồ đằng trước nhá. Rồi. Thì là xe này cháu sẽ cuốn lại và cháu sẽ gửi cho chú vào trong Sài Gòn. Cái này Rồi, là chú đi ok. máy bay về, chú mang về hay Mai là mai chú mai về? mai chú bay về rồi. Chú bay Còn này bên... là chú gửi đây để cho chú vào trong đấy. Vâng, chú bay hãng nào đây ạ? Việt Nam Airlines mình. Vietnam Airlines, cái này gửi được mà đỡ mất công. Thôi, cho mình đi cho nó khỏe một mình. Ok, thế cháu gửi chuyển phát nhanh vào cho chú nhé. Rất nhanh cho chú. Vâng. May nó tính tính tiền cho chú hết rồi. Đâu Dạ vào đấy vâng, rồi. ok chú, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn. Giá rồi mới bởi thêm 5 triệu bạc chú mất chú thêm. ra Hà Nội này thấy cửa hàng cháu được không, có uy tín không, có sợ bị lừa đảo không? Không, trời ơi, nó mày nói cháu rất là dễ thương. Ok, cảm Từ ơn thợ chú. cho đến tới nhân viên kế toán cũng vậy. Dạ vâng, đấy cửa hàng cháu Ừ. đây có thật luôn, nhiều người mua trên mạng người ta hay sợ là thế Không này thế lo. kia. Cửa hàng đây thì Hà Nội bay mình là không lo. Dạ vâng, cảm ơn chú. Nhiều người Trong người miền ta Nam mình mua là ở xa người ta mua, chứ mua đặt đúng lào cái người đó ta chưa cũng bị sợ ấy, chưa. người ta kiểu thế này kia, mình cứ quay cửa hàng này rõ ràng này thì là Không người mua ta yên đâu. tâm. Đây Chú yên tâm tận nhất. vâng, chú tận Sài Gòn còn ra đây ủng hộ cháu thì cảm Ừ. ơn. Mấy nữa thế mùa thu đưa cả nhà ra đây chơi cho Cả đẹp. nhà chơi Sapa, chung chơi. Sapa đi mùa thu này thì là lạnh lạnh là sướng lắm ạ. Sướng. Vâng, cảm ơn chú. Đây các cô các chú các anh chị nếu mà có nhu cầu ráp xe lắp xe mới thì hãy qua Hà Nội bay nhé. Xin chân thành cảm ơn ạ.